Từ sáng ngày 30 tháng 10, tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập cục bộ tại một số vùng trũng, thấp. Đến trưa cùng ngày, mưa lớn gây ngập cục bộ quốc lộ 1A đoạn qua xã Tịnh Phong, thành phố Quảng Ngãi, có nơi ngập sâu hơn 1 mét, gây ách tắc giao thông. Những cánh đồng ở xã Bình Tân Phú, đường vào thôn Long Yên, xã Bình Long, huyện Bình Sơn cũng bị ngập. Theo Đài khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Chiều các ngày này, trên các sông có khả năng xuất hiện lũ, gây nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Cơ quan chức năng yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát, huy động lực lượng sẵn sàng ứng phó khi có mưa, lũ.